Chuyện khán giả dành nhiều cảm xúc vào một nhân vật trong phim là khó tránh, thế nhưng cũng chính vì thế mà nhiều người giận nhân vật rồi ghét lây sang cả diễn viên. Thậm chí, những mỹ nhân đình đám của màn ảnh Việt cũng không tránh khỏi điều này. 1. Lương Thu Trang. Lương Thu Trang hiện đang đảm nhiệm vai chính trong bộ phim Hình Sự Mặt Nạ Gương, được phát trên sóng Giờ Vàng VTV. Dù ở tuyến nhân vật chính diện và còn là trung tâm của tác phẩm, nhưng màn hóa thân này của cô nàng lại chẳng hề được lòng khán giả. Dân tình thường xuyên phàn nàn về nhân vật của cô khi chỉ là nhà văn, nhưng cứ góp vui điều tra cứ như công an, lại còn hành động tùy tiện. Trong tình yêu, cô nàng còn khá độc đoán, hay là mình làm mầy với nửa kia rồi sẵn sàng chia tay khi gặp chuyện. Lướt những hội nhóm bàn về phim, thấy bình luận chê bai nhân vật này. Đâu chỉ dừng lại ở đó, nhiều người còn bắt đầu buông lời cay đắng với Lương Thu Trang. Cô nàng bị nghi ngờ về diễn xuất và quá đáng hơn là những lời miệt thị về nhan sắc. Một số còn cho rằng cô nàng tức tát dẫn đến biểu cảm đơ cứng và diễn xuất thiếu thuyết phục. 2. Phương Oanh. Trước Lương Thu Trang, Phương Oanh cũng được xem là nữ chính bị nói bậc nhất màn ảnh Việt với vai diễn trong Hương Vị Tình Thân. Thời gian đầu, cô nàng bị nói nhiều vì khán giả cho rằng biểu cảm của Phương Oanh trong vai Phương Nam khá vô duyên và khó ưa. Trước những đánh giá tiêu cực của cư dân mạng, cô nàng đã rơi vào trạng thái buồn rầu, thất vọng và trằn trọc lo lắng suốt 2 tuần liền. Ở giai đoạn sau của tác phẩm, Phương Oanh càng bị anti fan nói dữ dội hơn. Nhiều cư dân mạng không ngại dùng những lời khó nghe để nhận xét về cô nàng. Thậm chí, dù phải tăng cân vì vai diễn nhưng Phương Oanh cũng thường xuyên nhận về những comment đậm chất kém duyên. Nhiều bình luận này quá đáng đến mức khiến mỹ nhân VTV không thể bình tĩnh nổi, cô nàng đã dứt khoát đáp trả lại. Cũng may là bên cạnh những thành phần quá khích, cũng có rất nhiều khán giả thấu hiểu, đồng cảm và yêu thương cô nàng. 3. Việt Hoa. Vào vai Thiên Nga, cô vợ sắp cưới giả tạo và mưu mô của Sắc Long, Việt Hoa từ khi mới xuất hiện đã bị dân tình ghét rồi. Mặc dù nữ diễn viên hoàn thành rất tốt vai của mình nhưng các khán giả thì không ngừng việc ghét lây trên trang cá nhân của Việt Hoa trong mỗi lần nhân vật của cô làm chuyện gì quá đáng trên phim. Trước điều này, nữ diễn viên cũng phải lên tiếng. Cô nàng bày tỏ tâm ý, mong được người xem thấu hiểu, việc xuất hiện của nhân vật Nga chắc chắn sẽ không tránh khỏi phản ứng gay gắt của khán giả. Tuy nhiên tôi mong mọi người có ghét thì hãy ghét Thiên Nga chứ đừng ghét lây sang Việt Hoa mà thôi. 4. Ngọc Lan. Trước khi vào vai mẹ kế nham hiểm ở Mặt Nạ Gương, Ngọc Lan từng có nhiều vai diễn ác kinh hồn hơn thế nhiều. Ấn tượng nhất là màn hóa thân trong bộ phim Luật Trời của cô nàng. Ở tác phẩm đấy, Ngọc Lan vào vai phản diện xuất thần đến mức bị một số khán giả đòi gây áp lực nếu gặp ngoài đường. Cụ thể, trong một video hậu trường, bạn diễn Huy Khánh đã than vãn dùng Ngọc Lan rằng dạo này cô nàng bị khán giả ghét rất nhiều. Nữ diễn viên nhanh chóng tiếp lời đồng nghiệp, cô nàng cho hay còn đòi gặp em ở đâu, hỏi chuyện ở đó nữa. Trong lúc nhớ lại chuyện đó, Ngọc Lan còn không giấu được sự hốt hoảng. Có lẽ ngoài những mỹ nhân trên thì còn rất nhiều diễn viên khác cũng đang phải chịu đựng vì những màn hóa thân xuất thần của mình. Thực chất, việc khiến khán giả bị ảnh hưởng bởi nhân vật như thế có thể được xem là một thành công to lớn của các diễn viên rồi. Thế nhưng, mỗi khán giả cần phải phân biệt rạch ròi giữa phim và đời, đừng nhập nhằng hai bên rồi ghét lây người diễn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.